Người mắc chứng bệnh rối loạn đa nhân cách là do nhiều nhân cách sử dụng chung một cơ thể, chẳng những làm cho tinh thần và cuộc sống của nhân cách chính gặp phiền phức, mà còn ảnh hưởng luôn những người bên cạnh. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, có thể dùng integration, tức là tổng hợp nhân cách, từ từ thử sống chung với những nhân cách khác. Còn không thì dùng fusion, phương pháp hòa hợp nhân cách, từ từ làm cho những nhân cách khác hợp lại làm một. Thật ra còn một hướng điều trị khác, có lẽ không nên gọi là điều trị, mà gọi là cách giải quyết. Cách này hơi có tính tranh cãi một chút, đó là tiêu diệt nhân cách này, làm cho nhân cách này biến mất, không còn xuất hiện nữa. Có những chuyên gia cho rằng cách này là mưu sát nhân cách. Mọi người nghĩ thử coi, nếu bạn giết chết một nhân cách, đồng nghĩa với bạn giết chết một người, luôn cả thi thể cũng không tìm được. Như vậy có được gọi là phạm tội hoàn hảo không? Anh còn nhớ chỗ này không? Tôi nhớ. Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Anh nói với Kình Phong cố gắng nhìn bản thân trong tấm gương này sẽ có thể gọi những nhân cách khác ra. Tôi biết rất muốn ra. Nhanh có biết tại sao anh không thể thoát ra không? Khoảng thời gian qua, do Kình Phong không nhìn vào gương, anh ta bỏ hết tất cả đồ của anh, sau đó dùng ý chí mạnh nhất của anh ta không cho anh ra. Cũng giống như anh chưa bao giờ tồn tại trong thế giới này vậy. Anh đã làm gì? Anh nói gì với cậu ta hả? Không phải tôi, là anh. Hôm sấm sét rền trời, xém chút anh làm cho Dương Bích Tâm điên loạn. Bây giờ má của tôi sao rồi? Không phải là má anh, Lãng Tình cũng không phải là em của anh. Gia đình này xưa nay đều không có phần anh. Anh đừng lừa bản thân nữa. Bấy lâu luôn muốn thay thế Diệp Kình Phong, chiếm đoạt người nhà của anh thôi, có đúng không? Tôi không làm hại người thân của ta. Anh có. Bởi vì anh, anh làm cho người ta bị mất con và mất người anh. Bởi vì sự xuất hiện của anh làm cho Dương Bích Tâm bị bệnh tâm thần. Là anh, chính anh đã làm cho họ như vậy. Một người bình thường, cho dù tôi làm gì cũng không làm cho họ bệnh tâm thần. Chắc chắn bản thân họ có vấn đề. Và vấn đề đó chính là anh. Chú Cơ, rất có thể anh từng xuất hiện trước năm 14 tuổi của Kình Phong. Hai người thay đổi thất thường, làm cho Dương Bích Tâm rất khó hiểu, rất rối loạn, cho nên mới bị tâm thần phân liệt. Không thể nào. Tôi nhớ rất rõ chén canh độc đó. Kình Phong rất sợ, cô ta không chịu được tôi mới xuất hiện thôi. Anh chắc chắn trí nhớ của anh không sai. Tôi hỏi anh, ở đây có nhiều người, người nào mới là anh? Anh chỉ là một hình ảnh, không phải một người thật sự. Anh chỉ là một nhân cách, anh không hoàn hảo, cho nên trí nhớ của anh cũng có thể không hoàn hảo. Anh sẽ không nhớ anh làm tổn thương Dương Bích Tâm lúc nào. Chứng rối loạn là một căn bệnh. Anh là một căn bệnh không ai muốn có. Chu Cơ, anh nghe đây, sự ra đi của anh mới có lợi cho tất cả mọi người. Tôi ra đi có lợi cho anh thôi, bởi vì tôi biết quá nhiều bí mật của anh. Cậu đừng chiếm đoạt cơ thể của tôi nữa, chú Cơ à. Cảm ơn cậu, bao năm qua luôn ở bên cạnh tôi, chịu đựng nhiều thứ giúp tôi. Nhưng mà vì má tôi cũng đành chịu. Cậu đi đi, Di Duệ Kiệt, đừng có nói nữa. Cậu đi đi. Cậu mãi mãi cũng là anh em tốt của tôi. Tạm biệt. Anh đã từng liều mạng cũng phải tìm anh ta ra. Tôi hiểu bây giờ anh đang rất đau khổ,
tôi từng nhờ có cậu ta, nên không cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng mà thế giới này chỉ còn lại một mình tôi thôi. Xin chào, sao cô cũng tới đây vậy? À, Nguyễn Thiên đưa cổ lên đây. Phải đó, tôi hẹn cổ tới đây thôi. Cổ mới chia tay với sếp Giang, không lý nào bắt cổ ở nhà một mình. Nghiêm trọng vậy, hôm đó thấy hai người đứng trước cửa sở cảnh sát choạng da bắt cổ sẽ chết yểu nhanh chứ gì. À, bỏ đi bỏ đi, thêm một người thêm một đôi đũa thôi. À, Kinh Phong à, thật ra hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì chứ? Qua đây nói đi. Cô làm gì vậy, làm như dễ tội phạm đi vậy? Sao cổ đẩy con tôi vô phòng vậy? Họ bàn về vụ án, theo quy định không thể cho người nhà biết được. Diệp Kình Phong, nhìn tôi đi, không được nói dối. Thật ra Chu Cơ đã đi đâu? Sao bấy lâu ảnh không ra vậy? Hai người đã xảy ra chuyện gì? Nè, cô đừng nhắc tới cái tên Chu Cơ này nữa, nhất là ở trước mặt má tôi đó. Má tôi không biết gì hết, sau khi má nghe xong rồi má sẽ rối lắm đó, nhiều khi còn phát bệnh nữa. Anh yên tâm, tôi không nói cho chị Tâm biết đâu. Nhưng Chu Cơ không xuất hiện, vụ án khó làm tiếp tục điều tra lắm. Lần trước tôi đã phân tích cặn kẽ dữ lắm rồi, phải không? Tôi là cảnh sát mà lại còn là người giỏi nhất của tìm Chu Cơ làm gì? Nè, không lẽ cô vì cô ta nên chia tay sếp Giang hay sao chứ? Cô kêu cô ta ra là vì điều tra hay là vì bản thân cô hả? Không có ảnh, hôm đó quả bom đã nổ rồi, tôi và anh không thể nào đứng đây nói chuyện được. Cô làm gì khóa cửa lại vậy? Nghe đây, lát nữa những gì tôi làm là với ảnh không phải với anh hiểu không? Để cơ thể này của tôi mà, cô thông qua sự đồng ý của tôi có được không vậy? Ok, vậy bây giờ tôi hỏi anh, tôi muốn gọi Chu Cơ ra, có ok không? Ok hay không cũng vô ích mà thôi, cô không thể gọi cô ta ra được đâu, cô làm gì cũng không gọi được đâu. Nè, làm gì vậy? Đừng coi thường lực ly tâm tôi tạo ra cho ảnh. Lực ly tâm cái gì chứ, tôi kêu cô ta đi thôi, cô ta đi rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy mà. Cậu ta nói là không muốn má bị bệnh. Cậu ta biết bản thân mình là một nhân cách không thể thay thế tôi, cho nên đi rồi. Bây giờ cô hôn như vậy, cô chỉ đang hôn tôi thôi, không phải Chu Cơ đâu. Anh đi rồi. Đúng vậy. Bác à, bác à, bác làm gì vậy? Bác muốn coi họ đang làm cái gì? Họ thật sự bàn về vụ án thôi, chúng ta không thể nghe được. Đâu cần khóa cửa chứ. Quần lót gì? Anh và ảnh không phải là anh em tốt sao? Anh có gì ảnh đều xuất hiện chịu giùm anh. Tại sao anh đối xử với ảnh như vậy? Bác sĩ Di nói với tôi, cậu ta chỉ là một căn bệnh thôi. Không phải. Ảnh là con người, ảnh tên Chu Cơ. Tôi đã nói với ảnh, không cần 10 giây tôi cũng không quên ảnh đâu. Anh đúng là ích kỷ lắm. Xin lỗi chị Tâm, tôi có chuyện phải đi trước. Tôi mua nhiều đồ ăn lắm, ăn xong mới đi được không? Khi khác đi. Để cô yên tĩnh đi. 10 giây cũng được, 20 phút cũng được. Anh chỉ là một nhân cách, sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng mà em có đồng ý chấp nhận tình yêu có thời hạn hay không? Không cần 10 giây em cũng không quên anh đâu, Chu Cơ. Nhưng đôi khi những thứ càng tươi đẹp thì càng không bền lâu. Nói mất là mất, không thể giữ lại mãi mãi. Cho nên mỗi một quyết định của bạn đều phải suy nghĩ thật kỹ. Không thể có bất cứ quyết định sai lầm nào. Không thể hối hận.